Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Thanh niên luôn được đánh giá là lực lượng đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số. Đến với tiểu mục Câu chuyện chuyển đổi số hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về phong trào số hóa địa chỉ đỏ của các cấp đoàn trên địa bàn tỉnh. Phong trào có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống văn hóa cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo tiền đề để phát triển du lịch thông minh tại các di tích. Còn nếu quý vị vẫn đang chưa hiểu chuyển đổi số mang lại những lợi ích gì cho người dân, mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục Cẩm nang chuyển đổi số. Trước tiên sẽ là thông tin cập nhật về tình hình chuyển đổi số. Sau hơn 1 năm thực hiện, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập gần 1.000 tổ công tác thực hiện đề án 06 các cấp về chất lượng quản trị dịch vụ công Hưng Yên, đứng thứ 17 trên 63 địa phương trong toàn quốc. Đã triển khai 23 trên 25 dịch vụ công thiết yếu, 11 dịch vụ công của Bộ Công an đã tiếp nhận và giải quyết trên 10.000 hồ sơ, chủ yếu về đăng ký thường trú, tạm trú, cấp lại, cấp đổi thẻ căn cước công dân. Với 14 dịch vụ, các sở ngành đã tiếp nhận khoảng 50.000 hồ sơ về khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, hồ sơ xét tuyển đại học, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tra cứu, xác thực thông tin, phục vụ đời sống kinh tế xã hội. Trong tháng 3, Công an tỉnh đã tích cực cấp trên 12.500 tài khoản định danh điện tử cho người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành chỉ thị 03 về đẩy mạnh đôn đốc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chỉ thị yêu cầu người nộp thuế và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng thời hạn và thông báo cơ quan thuế, kịp thời phản ánh khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển đổi để cơ quan thuế và đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết. Hiện nay các nhà mạng lớn như Viettel Hưng Yên, VNPT Hưng Yên đang rất tích cực hỗ trợ, hướng dẫn và cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên luôn đẩy mạnh đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng để phục vụ chuyển đổi số, phát triển xã hội số. Đến nay, 85% người trưởng thành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sử dụng điện thoại thông minh. Mạng lưới cáp quang được lắp đặt đến 100% thôn, tổ dân phố, trong đó trên 90% hộ gia đình sử dụng dịch vụ truy cập Internet băng rộng, tốc độ cao. Toàn tỉnh có 1.126 trạm thu phát sóng thông tin di động, truy cập Internet đến 100% thôn, tổ dân phố, trong đó có trên 70% thuê bao có sử dụng dịch vụ truy cập Internet 3G và 4G, có khoảng 1,4 triệu thuê bao điện thoại và 1,1 triệu thuê bao Internet. Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đến 31 tháng 3 năm 2023, các thuê bao di động có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu dân cư sẽ bị khóa 1 triệu, đến ngày 15 tháng 4 sẽ bị khóa 2 triệu. Sau 30 ngày, kể từ khi khóa 2 triệu, SIM sẽ bị thu hồi. Do đó, việc chuyển hóa thông tin thuê bao đang được các nhà mạng cùng người dân tích cực phối hợp, thực hiện bằng nhiều hình thức. Người dùng hoàn toàn có thể thực hiện chuyển hóa thông tin thuê bao tại nhà thông qua mạng Internet hoặc liên hệ với tổng đài thông qua đường dây nóng của mỗi nhà mạng để được hướng dẫn cụ thể. Tính đến ngày 15 tháng 3, Hưng Yên có khoảng 1,4 triệu thuê bao di động, trong đó còn khoảng trên 80.000 thuê bao chưa có thông tin trùng khớp với cơ sở quốc gia về dân cư. Để chuẩn hóa thông tin đối với nhà mạng Viettel, người dân làm theo các bước sau. Bước 1, quét mã QR code hoặc truy cập link https://viettel.vn/s/cht. Nhập số liệu cần chuẩn hóa, bấm vào lấy OTP đăng nhập và đăng nhập. Bước 2, cập nhật thông tin ảnh mặt trước, mặt sau căn cước công dân và ảnh chân dung. Bước 3, kiểm tra lại thông tin trên màn hình. Bước 4, bấm vào xem tại mục hợp đồng để tải và kiểm tra thông tin hợp đồng, sau đó xác nhận. Bước 5, nhập OTP, bấm xác nhận, kết thúc giao dịch. Thưa quý vị và các bạn, tháng thanh niên năm 2023 được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên phát động với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, nhằm giúp cho người dân, du khách có thêm hiểu biết khi đến các khu di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh. Các cấp đoàn trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện chương trình số hóa địa chỉ đỏ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy được vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số. Trong những ngày đầu năm, chùa Hương Lãng ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm đón tiếp rất nhiều du khách đến tham quan chiêm bái. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được giá trị lịch sử, văn hóa của ngôi chùa cổ kính này. Chùa thờ nhân vật lịch sử nào, thân thế sự nghiệp ra sao cũng có rất ít người nắm được. Trước thực tế đó, Đoàn Thanh niên huyện Văn Lâm đã tiến hành tra cứu các thông tin về chùa trên các phương tiện truyền thông chính thống. Cùng với đó là tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Thái hậu Ỷ Lan, rồi hệ thống hóa các dữ liệu, sáng tạo mã QR code để người dân có thể tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Như trước đây ấy, bình thường ra thì đến đây là phải tự tìm hiểu. Nhưng mà từ lúc có Mạng Giờ thì sẽ có những cái hình ảnh kèm theo đó là những cái dẫn dắt rất chi tiết cụ thể. Chẳng hạn như là bảo vật, tượng sư tử đá hay là hệ thống thành bậc. Đấy thì hình ảnh như thế nào thì chú giải ở bên cạnh hình ảnh như vậy. Thì như là một người bạn ấy là gần như nói rất chi tiết, rất cụ thể mà cũng rất là dễ hiểu và ngắn gọn. Thực hiện phong trào số hóa địa chỉ đỏ, đến nay huyện Văn Lâm đã số hóa được 91 di tích lịch sử, văn hóa, được đánh giá là địa phương đi đầu trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi sẽ thực hiện tổng số 18 địa chỉ, cố gắng hoàn thành trong cái tháng thanh niên, chỉ đạo đoàn xã là nhân rộng các cái mô hình này, tổ chức các đợt các em đến với các địa chỉ đỏ nhằm tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, cái nét đặc trưng, nét văn hóa con người của huyện. Bên cạnh đó thì về cái phương diện kỹ thuật thì chúng tôi sẽ mở rộng những cái thông tin, làm phong phú thêm nội dung, có những hình ảnh, những clip minh họa hoặc những cái bài nói chuyện của những chuyên gia về lịch sử. Tại thị xã Mỹ Hào, phong trào số hóa địa chỉ đỏ cũng đang được đoàn thanh niên tích cực hưởng ứng. Từ đầu tháng 3, đoàn thanh niên đã triển khai việc số hóa nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính tại xã Xuân Dục. Thay vì người dân phải tự mày mò tìm hiểu, nay chỉ cần check mã QR code được đặt ở trước cửa nhà lưu niệm, thông tin về di tích được trưng bày trực quan sinh động, giúp người dân có cái nhìn toàn cảnh về di tích trước khi vào tham quan, tìm hiểu trực tiếp bằng hiện vật. Đoàn thanh niên thị xã Mỹ Hào cũng đã rà soát được hơn 10 di tích và đang từng bước số hóa, dự kiến hoàn thành trong tháng 3. Chúng tôi cũng như những du khách bình thường thôi, chưa được rõ những thông tin về các nữ du kích Hoàng Ngân. Nhưng mà khi số hóa địa chỉ đỏ thì chúng tôi chỉ cần quét mã là biết hết những thông tin chi tiết. Để triển khai công trình số hóa địa chỉ đỏ này thì chúng tôi cũng phải làm việc và trao đổi với bên bảo tàng tỉnh Hưng Yên, rồi là bên sở văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh, cũng như phòng văn hóa thông tin của thị xã, chính quyền địa phương, để sưu tầm các tài liệu rồi các hiện vật liên quan để tiến tới số hóa, đảm bảo kiến thức rồi là các cái tính lịch sử của các công trình rồi các cái nhân vật lịch sử. Phong trào số hóa địa chỉ đỏ được đoàn thanh niên tỉnh Hưng Yên khởi xướng từ cuối năm 2022 tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Hùng Tiến, huyện Khoái Châu. Đến nay, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã số hóa được 23 địa chỉ đỏ, chủ yếu là các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Việc triển khai số hóa các địa chỉ đỏ thông qua dịch vụ viễn thông của các nhà mạng VNPT Hưng Yên và Viettel Hưng Yên đã thể hiện tính tiên phong, đổi mới của tuổi trẻ Hưng Yên, chuyển đổi số trong việc bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử. Tuy nhiên, có thể thấy số lượng những di tích được số hóa còn ít so với hàng nghìn di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Việc số hóa vẫn còn ở mức đơn giản, chủ yếu bằng chữ viết mà chưa có nhiều file âm thanh, hình ảnh hấp dẫn. Điều này đòi hỏi sự đổi mới sáng tạo nhiều hơn nữa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa để từ đó góp phần thúc đẩy du lịch thông minh phát triển trên địa bàn tỉnh. Chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân? Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Chính phủ số đem lại lợi ích gì cho người dân? Chính phủ số nhờ dữ liệu số và công nghệ số thấu hiểu người dân hơn, vì vậy cung cấp dịch vụ số tốt hơn, chăm sóc người dân tốt hơn. Một đứa trẻ khi sinh ra được cấp một mã định danh duy nhất. Đến kỳ thì gia đình nhận được thông báo đi tiêm phòng từ chính quyền. Đến tuổi đi học thì chính quyền dựa trên số liệu dân cư để quyết định phân bổ cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục, tránh nơi bị thừa, nơi lại thiếu. Đến tuổi trưởng thành thì tự động nhận được căn cước công dân. Khi dịch bệnh bùng phát thì kịp thời nhận được cảnh báo chăm sóc y tế. Nhờ công nghệ số, chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn, còn giúp bảo vệ người dân tốt hơn. Kinh tế số đem lại lợi ích gì cho người dân? Kinh tế số cho phép mỗi người dân có thể tiếp cận toàn bộ thị trường một cách nhanh chóng, theo cách chưa từng có. Nếu như trước đây, người dân mang hàng ra chợ bán thì chỉ tiếp cận được vài chục đến vài trăm người trong khu vực địa lý hạn chế của mình. Còn hiện nay, với thương mại điện tử, người dân có thể bán hàng cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Mỗi người dân với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình, một đường cáp quang có thể trở thành một doanh nghiệp là có thể tiếp cận cả thế giới. Xã hội số đem lại lợi ích gì cho người dân? Chuyển đổi số có thể giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, mang đến cơ hội bình đẳng cho người dân về tiếp cận dịch vụ, mang lại một loạt những tiến bộ lớn về chất lượng cuộc sống. Người dân có thể sống mạnh khỏe hơn nhờ các hình thức chăm sóc y tế kịp thời, vui vẻ hơn với các hình thức giải trí đa dạng và an toàn hơn. Nội dung chuyển đổi số đem lại những lợi ích gì cho người dân đã khép lại chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của VNPT Hưng Yên và Viettel Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.